Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, cách đây ít hôm, tin mới có cho đăng tải một video với tiêu đề Báo Trung Quốc khẳng định đây là 5 lý do cho thấy Mỹ đang lừa Việt Nam. Bài viết này được chấp bút bởi tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, được đăng tải trên mạng Sina của Trung Quốc. Bài viết với tiêu đề Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam. Ông ta đã cho rằng Mỹ không thể nào thật lòng mong tốt cho Việt Nam và mục đích lớn nhất của Mỹ khi phát triển quan hệ với Việt Nam là lợi dụng Việt Nam. Điều này mãi mãi không thay đổi. Video này đã nhận được rất nhiều bình luận cũng như sự quan tâm của các khán giả. Trong đó có một bình luận của một bạn với tên là Nhân Cao. Bài này đã viết, ta nên có một bài phản biện các quan điểm của nhà chính trị gia kiểu tay thọc rau miệng hữu nghị này. Và ngày hôm nay, kênh đã tìm được một bài viết của tác giả có tên Dân Giang đăng trên Facebook. Bài viết này đã phản biện lại lời lẽ của ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu. Sau đây thì chúng tôi xin gửi lại các bạn tin nguyên nội dung của bài viết này. Các bạn lưu ý bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả. Bạn Dân Giang đã viết như sau. Hồ tiên sinh vốn là dị nhân lừng lẫy đất thần thâu, bút pháp múa gậy vườn hoang, hồ phong hoán vũ, đã đạt lô hỏa thuần thanh, người người kính ngưỡng. Kẻ thất phu ở nơi xa xôi này, trước nay, kính nhi viễn chi tuyệt nhiên không dám qua lại. Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, tiên sinh vốn chẳng can hệ lại ngông cuồng buông lời kích động, ly gián, kẻ thất phu nghe qua cũng chỉ bịt mũi bỏ ngoài tai. Nghĩ phận tiên sinh ăn cơm chúa múa tối ngày, chẳng qua vung bút loe loẹt lừa bịp quân chúng bản xứ ví như đá ném ao bèo rút dao chém nước. Chẳng ngờ đại sứ quán quý quốc hôm nay lại cho chuyển ngữ bài viết của tiên sinh sang tiếng Việt đăng trên trang Facebook. Hành động này nếu không phải là chính thức thể hiện quan điểm thì cũng xem như ra mặt nhiệt liệt ủng hộ, đồng thời muốn phổ biến những lời hồ đồ của tiên sinh đến đối tượng độc giả là nhân dân và quan viên nước Việt. Chính vì lẽ đó, kẻ quê mùa này cũng mạn phép dùng đôi lời thô kệch mà trao đổi với tiên sinh. Khác với tiên sinh vỗ ngực đại diện cho suy nghĩ của nhiều người trong 1,4 tỷ người Trung Quốc, kẻ nơi thôn dã chỉ dám lấy phận thất phu mà lạm bàn quốc sự. Đầu tiên, kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ là hoạt động song phương của hai nước đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hòa hiếu giữa hai nước. Thế giới bên ngoài, người người thực tâm chúc mừng, cớ sao chỉ riêng tiên sinh và những người đại diện quý quốc buông lời dèm pha. Phải chăng có đôi điều phận uất không cam tâm hay có tật giật mình sợ bóng sợ gió? Tiên sinh thực kiểm tra lại xem trong mọi hoạt động phát biểu của tầng tầng lớp lớp đại biểu hai nước có nhắc gì đến bên thứ ba, có nhắc chi đến quý quốc hay không? Hai quốc gia Việt-Mỹ từng trải qua giai đoạn lịch sử đau thương, vun bồi được 25 năm quan hệ phát triển quả thật kỳ công, cần ý chí, nghị lực, thành tâm từ cả tầng lớp lãnh đạo đến tận mỗi người dân để gác lại quá khứ hướng đến tương lai. Vậy mà tiên sinh mở đầu đã nhắc hàng nghìn hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam, lộ rõ mưu toan kích động ly gián. Nếu tiên sinh chóng quên thì để kẻ thất phu này nhắc cho tiên sinh nhớ. Mới từ đầu năm nay, Việt Trung hai nước cũng vừa kỷ niệm 70 năm bang giao. Chẳng nhẽ tiên sinh muốn người ngoài nhân dịp ấy nhắc lại quyết Đông Hải chi thủy bất túc dĩ trạc kỳ ô. Khánh Nam Sơn chi túc bất túc dĩ thư kỳ ác mới thấy thống khoái trong lòng. Người Mỹ nếu có hận thù cũng chỉ 50 năm trở lại, chứ với quý quốc xưa nhất cũng chỉ nghìn năm có lẽ, mà mới nhất thì chỉ vài 30 năm. Tiếng khóc mẹ già vị xuyên, gạt ma vẫn còn văng vẳng. Nhân bản về lịch sử bang giao cũng xin nói thêm với tiên sinh, tiên sinh có biết vì sao Việt-Mỹ mới trải qua 25 năm quan hệ, còn Việt-Trung đã trải qua 70 năm mà trong mọi cuộc điều tra khảo sát đều cho thấy người Việt đối với người Mỹ đều tỏ ra thiện cảm và cảm thấy tin tưởng hơn hẳn đối với quý quốc không? Vì 25 năm quan hệ Việt-Mỹ chất đầy thiện chí, thành tâm, không xóa bỏ quá khứ, nhưng xem trọng tương lai. Còn 70 năm quan hệ với quý quốc chủ yếu chỉ nhận lại chiến tranh xâm lược, không cần nhắc chi chuyện Trúc Nam Sơn, nước Đông Hải xa xôi. Những sự kiện đê hèn mà quý quốc ra tay đối với đất nước tôi trong 70 năm, từ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, giật dây Pol Pot tấn công biên giới phía Bắc năm 1979 cho đến thảm sát ở Trường Sa, thiên hạ người người đều thấu. Lẽ nào tiên sinh cần tôi nhắc lại chi tiết? Thôi thì yêu ghét nước nào là chuyện tình cảm của từng người,
nhưng tôi bình diện băng giao, nước tôi không để tình cảm yêu ghét ấy chi phối, khác với quý quốc suốt ngày ủ mưu đe dọa gây xung đột với liên bang, chuyển lửa ra bên ngoài, gây bất ổn hòa bình khu vực và thế giới. Nếu đại sứ quý quốc làm được những việc thành tâm như người Mỹ, đến biên giới phía Bắc bày biện thắp hương anh linh tử sĩ, đến tượng đài Gạc Ma khấu đầu tạ tội, lẽ nào người dân nước tôi còn hẹp hòi chuyện xưa chuyện cũ hay sao? Lại nữa, tiên sinh viết rằng trong nước Việt Nam có một số người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc. Xin thưa với tiên sinh, người dân chúng tôi trước nay triệu người như một, chỉ có một thứ chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa chống kẻ xâm lược bờ cõi, bất luận là ai, không cứ phải là Trung Quốc. Ngàn năm trước đã vậy mà ngàn năm sau vẫn vậy. Huống chi thế giới ngày nay đang đối mặt với cuộc biến đổi trăm năm, một phần cũng nhờ đại dịch bắt nguồn từ quý quốc. Khắp năm châu các nước đều phải suy xét lại chiến lược, đường đi nước bước, lấy lợi ích làm trọng, tranh thủ cơ hội sống sót và vươn dậy. Ý thức hệ chỉ còn là câu chuyện nhạt nhòa dĩ vãng, may ra còn tồn tại trên giấy tờ khẩu hiệu. Trong cuộc bàn luận ấy, người Việt nước tôi tự thân đã có những tính toán riêng của mình, biết đối thoại, biết phân biệt việc tốt, việc xấu, người xây dựng, kẻ phá hoại. Không có đường đi thì mãi mãi cũng thành, không có đường thì đi mãi cũng thành đường. Không cần tiên sinh và quý quốc phải nhiều lời kích động ly gián. Xuyên suốt bài viết, tiên sinh bày tỏ lo sợ Việt Mỹ bắt tay ám hại cho Trung Quốc quả thật trớ trêu. Vì chỉ nội tam giác ba nước ở thế kỷ 20, chỉ có người Việt chúng tôi cả từ Bắc Việt đến Nam Việt trong lịch sử mới thật đủ tư cách để phê phán việc ai cấu kết ai để gây hại cho nước còn lại. Cũng chỉ có người Việt nước tôi mới có đủ trải nghiệm và tư thế để nói về thân phận con cờ, từ những bài học trả giá bằng máu mà không ít trong số đó đến từ phía quý quốc. Không cần bất kỳ ai giao giảng, đặc biệt từ quý quốc, là dân tộc có truyền thống hòa hiếu, chủ trương mang lại đại thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, nhắc lại chuyện quá khứ và so sánh không phải là để khoét sâu hận thù, mà để từ đó nói với tiên sinh rằng bất luận quá khứ khó khăn như thế nào, con đường hòa giải thật không khó. Chỉ cần quý quốc từ bỏ dã tâm bành trướng, dã tâm lãnh thổ, chấm dứt vĩnh viễn can thiệp vào hoạt động dầu khí hợp pháp ở Biển Đông, chấm dứt bức hiếp ngư dân Việt, tôn trọng luật pháp quốc tế, từ bỏ đường lưỡi bò đối với các thực thể chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa, thì phi quân sự hoàn nguyên và triệt thoái đối với Hoàng Sa khi dựa vào tiền lệ Bạch Long Vĩ mà trao trả. Đối với các vùng biển trồng lấn còn lại thì chiếu theo luật pháp quốc tế mà thành tâm phân định. Nếu quý quốc làm được những việc ấy, hai nước liên bang gà gáy sớm tối đều nghe, lẽ nào lại không thể bán anh em xa mua láng giềng gần. Kẻ thất phu này cũng nguyện mang sức tan mà đứng ra mà lan tỏa, biểu dương thiện chí hòa bình và thành tâm của quý quốc, cổ vũ cho quan hệ hòa hiếu đời đời bền vững giữa hai nước mà không bên thứ ba nào có thể ly gián được. Tiên sinh không còn phải múa bút viết ra những chuyện trái với lương tâm, còn kẻ thất phu này cũng không phải nhọc công nói lời phải quấy. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của tác giả Đoan Đăng. Sau đây, chúng tôi cũng xin gửi lời vải đến ông tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến, cũng như là người Trung Quốc. Dân Việt chúng tôi không yêu cầu Hán tộc các người dạy khôn về lòng yêu nước và phân biệt bạn thù. Chúng tôi đã thuộc lòng từ ngàn năm nay, chúng tôi thật bất hạnh khi ở gần và có ông láng giềng. Không giây phút nào, ý nghĩ chiếm đất, chiếm biển đảo rơi khỏi đầu các ông. Mỹ có xâm lược Việt Nam tôi nhưng cũng chỉ 30 năm là kẻ thù của dân tôi, song họ không chiếm đất lấn biển của chúng tôi. Khi họ nhận ra sai lầm của mình thì lại cầu thị, muốn làm bạn với Việt Nam. Còn các ngài tuy cùng ý thức hệ song Trung Quốc có bao giờ muốn Việt Nam giàu mạnh hay chưa? Các ông còn đều cáng hèn hạ, cố phá hoại đất nước tôi. Có đất nước nào lại cho tộc người mình sang đây mua móng trâu, mua mèo, mua rễ điều, bán thuốc độc để diệt chủng dân tộc khác không? Có tộc nào sang đây lừa đảo xây dựng và để lại những công trình kém cỏi và lạc hậu hay không? Tộc ấy có phải quá tàn ác không? Song các ngài nên hiểu rằng tộc các ngài sẽ bị quả báo, ý đồ các ngài sẽ không bao giờ thực hiện được. Video của kênh xin dừng ở đây. Các bạn có cảm nhận thế nào? Hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà kênh sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.